Miss Universe để lộ mỹ nhân hất văng Thảo Nhi Lê giành suất quốc tế, Phương Nhi đăng quang Miss International 2023. Đến hiện tại, khi nhắc đến Miss Universe 2023, nhiều fan cũng còn tiếc nuối cho Á hậu Thảo Nhi Lê. Sau nhiều nỗ lực cố gắng bản thân và hy vọng kỳ tích sẽ xảy ra của người hâm mộ, mỹ nhân này vẫn đành ngậm ngùi mất suất dự thi quốc tế. Thế nhưng đến nay, đại diện Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc khốc liệt nhất hành tinh vẫn chưa được đơn vị nắm giữ bản quyền mới công bố. Thời gian gần đây, trên khắp các diễn đàn sắc đẹp liên tục chia sẻ loạt hình về mỹ nhân Việt sẽ được trao cơ hội đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe 2023. Điển hình mới đây nhất, một trang sắc đẹp vừa đăng tải bức ảnh kèm dòng trạng thái. Nghe đồn đây là chân dung Miss Universe Việt Nam 2023, đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2023 sắp tới tại El Salvador. Ngay lập tức, dân tình đã truy lùng danh tính về chủ nhân của bức ảnh được nhắc đến. Theo đó, cái tên đang được nghi vấn sẽ trở thành Miss Universe Việt Nam 2023 chính là Nguyễn Thị Thanh Khoa, mỹ nhân sinh năm 1994, sở hữu chiều cao 1m77, số đo 3 vòng nổi bật lần lượt là 82, 64, 92, cùng gương mặt sắc sảo đậm chất Á Đông. Người đẹp theo học ngành ngôn ngữ Anh tại trường đại học Hutet. Bức ảnh được chia sẻ chính là ảnh mà Thanh Khoa tham gia một sự kiện thời trang vào tháng 9 năm 2022. Trước khi lọt top 10 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022, Thanh Khoa đã có gần 10 năm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và tích góp được loạt thành tích đầy ấn tượng tại các cuộc thi người mẫu và hoa hậu. Năm 2014, Thanh Khoa đạt giải Best Fashion Face tại Elite Model Look và Fashion Asian Face, được lọt vào Asian Top Fashion Model of the Year. Năm 2016, người đẹp chiến ít tham gia Hoa khôi áo dài Việt Nam và lọt vào top 10, nhưng Thanh Khoa bất ngờ xin rút lui. Đầu năm 2019, Thanh Khoa trở thành Miss Hutet. Đến tháng 8 năm 2019, cô thử sức tại Miss World Việt Nam, nhưng chỉ dừng chân tại top 15. Dù không lọt được top cao, thế nhưng Thanh Khoa lại may mắn khi được trao cơ hội trở thành đại diện Việt Nam dự thi World Miss University 2019, Hoa hậu sinh viên thế giới. Không phụ lòng người hâm mộ, Thanh Khoa đã xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất. Với bề dày kinh nghiệm từng chinh chiến tại các cuộc thi sắc đẹp, kinh nghiệm tích lũy trong suốt hành trình làm nghề người mẫu cùng khả năng ngoại ngữ tốt, Thanh Khoa cũng đang trở thành một trong những cái tên tiềm năng để đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe 2023. Cho đến hiện tại, mọi thông tin vẫn chỉ đang là nghi vấn từ người hâm mộ, phía đơn vị nắm giữ bản quyền vẫn chưa chính thức lên tiếng. Nhiều nguồn tin cho biết trong tháng 6 tới đây, Miss Universe Việt Nam 2023 sẽ chính thức lộ diện. Thời gian này, thông tin về cuộc thi Miss International 2023 cũng đang được fan quan tâm đặc biệt. Vào ngày 26 tháng 10 năm 2023, Jasmine Sabel đương kim hoa hậu đến từ Đức sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm. Cứ mỗi ngày trôi qua, các chuyên gia sắc đẹp lần lượt đưa ra cho mình những dự đoán nhất định. Họ đánh giá, quan sát và thậm chí tìm tòi profile của các cô gái rất kỹ để có thể đưa ra những bản dự đoán một cách công tâm nhất. Mới đây, một bản dự đoán một diễn đàn sắc đẹp đã tung hỏa mù tới fan sắc đẹp khi đưa Phương Nhi, đại diện của Việt Nam, lên vị trí số 1, đồng nghĩa với việc họ dự đoán Phương Nhi sẽ đăng quang Miss International 2023. Bốn cái tên khác lần lượt có mặt trong top 5 bao gồm các đại diện Ecuador, Colombia, Czech Republic và Venezuela. Nếu công tâm mà nói, đây rõ ràng là những ứng viên khá tiềm năng, họ đều được fan quê nhà ủng hộ nhiệt tình. Và Phương Nhi của Việt Nam cũng mới được trao sát cách đây mấy ngày nhưng đã được mọi người để mắt. Rõ ràng đây là một tín hiệu khá tốt, nhưng cả fan Việt và Phương Nhi chắc chắn không lấy đây là cơ sở để phán xét khả năng của mỗi người. Nhất là Phương Nhi tuyệt đối không được ỷ lại những bản dự đoán mang tính chủ quan này. Thay vào đó, cô phải dốc hết quỹ thời gian ít ỏi còn lại để trau dồi bản thân trước khi lên đường sang Nhật chinh chiến, vì thời gian không còn nhiều.